tiên tri tiết lộ sự thật về vận mệnh cuộc đời của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Thần tài báo mộng trúng lớn, gặp thời phất mạnh, phát tài giàu to, cuộc sống giàu sang sung túc trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục tử vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, người đời thường có câu, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tuy nhiên, nhiều cô bác lại thắc mắc rằng, tại sao có người cả đời hiền lành mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sở đến vậy? Trái lại, có người hung ác sao vẫn được an lành và gặp nhiều may mắn? Đúng là theo luật nhân quả, ai làm nấy hưởng, ai làm nấy chịu. Luật nhân quả giải thích được các việc đó trong ba thời, là trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những nguyên nhân được tạo ra trong quá khứ, thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong hiện tại. Có những nguyên nhân được tạo ra trong hiện tại, thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong tương lai. Người hiền lành đang gieo nhân lành trong hiện tại, kết quả tốt chưa đến, thì hiện tại phải đền trả quả báo xấu, là vì do nghiệp nhân xấu đã gây tạo trong quá khứ. Khi quả báo xấu hết rồi, vận xui qua rồi, thì con người bắt đầu gặp may mắn, gặp vận hên, gặp số đỏ, gặp quý nhân mà ăn nên làm ra, tiền vô như nước, vạn sự hanh thông. Do đó, sách có câu, hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai chính nghĩa như vậy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, khi xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu là người kiên trì, sáng tạo và đầy nghị lực. Họ luôn đuổi theo đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn. Vì thế, cuộc sống của họ luôn rất bận rộn và có nhiều cung bậc cảm xúc. Theo tử vi học cho biết, Đinh Dậu được Phật Bất Động Minh Vương độ mệnh, nên cho dù có vất vả, khổ cực hay khó khăn thời trẻ, nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sống trong vinh hoa, phú quý. Đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024 tới, sẽ chính là thời điểm cực kỳ tốt cho vận mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trên con đường công danh, sự nghiệp hay là tài vận đều được khởi sắc một cách rõ rệt, được quý nhân chiếu cố cho công việc hanh thông, làm đâu thắng đó, may mắn liên tiếp. Cũng vì thế, tiền tài cứ ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ, về già có cuộc sống giàu sang, sung túc đủ đầy. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cụ thể sẽ ra sao trong 2 tháng tới? Con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì? Thì xin mời quý cô bác cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, xem tử vi năm 2024 là một năm tốt để Đinh Dậu chuyển mình và đổi vận. Đặc biệt là thời điểm tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Đinh Dậu sẽ có dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, Đinh Dậu gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng, nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan, tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay tuổi Đinh Dậu được thần tài chiếu mệnh, nên đây là năm hốt bạc của Đinh Dậu. Nếu biết đầu tư, kinh doanh, thì tuổi Đinh Dậu sẽ kiếm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ, nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm đầu năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt. Người tuổi Đinh Dậu nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ, vừa biết nắm bắt cơ hội, vừa được quý nhân giúp đỡ, thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Trong năm 2024, không chỉ công việc và tài lộc, mà mọi mặt cuộc sống của tuổi Đinh Dậu đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết, thì kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có điều gì nổi bật ngay sau đây. Năm sinh âm lịch, Đinh Dậu 1957, địa chi, độc lập chi kê, tức là gà độc thân, mệnh sơn hạ hỏa, lửa dưới chân núi, cùng mệnh năm sinh năm 1957, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ. Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh, người thiên can đinh là âm hỏa, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hiếu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài.
đặc biệt họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Không giống như Tân Dậu hay Kỷ Dậu, Đinh Dậu 1957 ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết và tập trung vào hoàn cảnh, cả trong công việc lẫn quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương. Họ Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành Hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà Hành Hỏa lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó, thì Hành Hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm, mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi.
bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó, họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đàn. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, làm lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này, bản mệnh Đinh Dậu được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc, đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân vẹn mười. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Màu tương hợp là xanh và đỏ, màu tương khắc là đen. Phật ban phúc là Phật A-di-đà Phật, ban trí là hư không tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh là Tỳ Sa Môn Phật, bảo hộ là Bất Động Minh Vương. Hướng hợp với nam mệnh là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và hướng Tây. Hướng hợp với nữ mệnh là Tây Nam, Tây Bắc, Tây Đông Bắc. Con số hợp mệnh là số 5 và tháng 6, 9. Con số khắc mệnh là số 1. Ngày sinh đại cát của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 gồm các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6, 15, 17, 19, 21, 23 và 26. Ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn tốt lành. Tiếp theo là tổng quan tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957 trong năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là năm may mắn đối với Đinh Dậu. Sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc. Người tuổi Đinh Dậu tính tình hào phóng, đi tới đâu cũng gặp được thầy hiền, bạn tốt giúp đỡ, vượt qua cửa ải khó khăn, thử thách. Đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Đinh Dậu có vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Và ngay bây giờ sẽ là luận giải cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu có nhiều bước tiến rõ rệt trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024 này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác,
nắm bắt thời cơ dẫn đầu xu hướng. Năm này nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới, hai người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bạn cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Lại thêm chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Nhờ có cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng, bạn có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá, giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới, phát triển bản thân. Đặc biệt trong 2 tháng tới này, bạn cũng gặp vạn sự như ý, do tác động của hung tinh như tử phù chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan, khinh suất nó, có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bạn dù có đang thắng thế cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn. Ngay trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Thời gian đầu năm tuy có may mắn, nhưng bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024. Thời điểm 2 tháng này thấy rõ, dấu hiệu vượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với trước đây, có nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh, bạn gặt hái được thành cao trong công việc, nên thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và cát tinh tử vi soi chiếu, bạn dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng, mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương. Nếu tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vị lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận. Bạn không những làm giàu cho bản thân, mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ, nên nhiều mối làm ăn, buôn bán thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất trong giai đoạn nửa đầu năm nay. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tử phủ. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất, làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường khác cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi. Còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mù quáng nghe theo lời rủ rê, bạn sẽ sớm cháy túi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Đa phần người tuổi Đinh Dậu đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong 2 tháng này. Có điều, bạn gặp nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm Đồng tác động, mang tới điểm báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Đinh Dậu nữ mệnh cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cuộc sống cũng có nhiều áp lực, bạn cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thân thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe,
duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi 56, bạn cũng không nên làm việc quá sức để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị đấy. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Tuổi Đinh Dậu trong hai tháng tới này khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn, các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người và có lối hành xử phù hợp đáp lại. Người độc thân có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu để cho mình và đối phương có cơ hội tìm hiểu. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa và có nhiều tin vui từ công việc và con cái. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch năm 2024 của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xem tử vi nhận thấy, tuổi Đinh Dậu được nhị hợp kim cục nâng đỡ, nên khởi sắc, mưu sự dễ thành, công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tài vận khá vượng, chính tài và thứ tài đều khả quan, thích hợp cho đầu tư kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, quy mô công ty, trong quá trình thực hiện, có chút vấp váp về thủ tục, giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó, đi tới kết quả xứng đáng. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuổi Đinh Dậu đang được quý nhân ở bên trợ giúp, nên cả đường công danh và đường tình duyên đều khởi sắc không ngừng. Cung mệnh vừa xuất hiện, thiên ấn quý nhân lại lâm vào chính quan đại vận, rất thích hợp để phát triển hoặc xây dựng kế hoạch mới cho sự nghiệp. Vận khí cũng đem tới vận may và tìm kiếm quý nhân cho đường tài lộc của bạn. Tháng 5 âm lịch này được coi là tháng tiêu hết tiền lại có cơ hội kiếm tiền mới, khiến người xung quanh phải ghen tị. Cung tử vi cũng cho thấy, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Đinh Dậu phát triển rất rực rỡ. Người độc thân có cơ hội rơi vào lưới tình, người đã lập gia đình thì tình cảm phát triển, gia đình con cháu biết quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Dậu thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của bản mệnh vẫn khá ổn định, dù mọi việc tiến triển đều đều, đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy ủ rũ hoặc nhàm chán. Con giáp này nên cổ vũ bản thân tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra người có tiếng nói chung với mình ở đó. Hơn nữa, khi vận động bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn. Khi cảm thấy có điều không mong muốn xảy ra, bạn chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh cảm giác buồn bực, hãy thử tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tháng 6 âm lịch mang tới rất nhiều may mắn cho người tuổi Đinh Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bản mệnh cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, nên công việc của bạn phát triển rất tốt, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc giang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới cũng được dự báo nhiều sự cải thiện rõ rệt, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bạn, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai, sát cánh với mình nhé. Về sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Đinh Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá sẽ khiến bản thân quá tải. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Dậu, điểm sáng nhất có lẽ là đường tình duyên. Con giáp này được mộc dục trợ lực nên đào hoa khởi vượng, dễ tìm được một nửa dành riêng cho mình. Sức hấp dẫn của bản mệnh trong tháng này là điều không thể phủ nhận được. Người khác phải dễ dàng bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, lạc quan của con giáp này. Đó là chưa kể đến việc tuổi Đinh Dậu luôn chú ý chỉnh chu vẻ bề ngoài của mình, tạo cho mình dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Con giáp này cũng khá lãng mạn, biết tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai người. Quan hệ vợ chồng ngày càng nồng nàn, thắm thiết, cũng là nhờ vậy, vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc, đó là điều mà bao người mơ ước.
nhưng với những con giáp tuổi Đinh Dậu lại may mắn có được trong bàn tay. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải giữ khoảng cách với người khác phái, nếu đã là người có nơi có chốn, chớ nên để cho đối phương lầm tưởng về tình cảm của mình, để người bên mình cảm thấy bất an. Tiếp theo sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 âm lịch. Bước sang năm 2024, nữ mệnh tuổi Đinh Dậu gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, tròn sao chủ về thay đổi tâm tính, tính chất tương đối lạnh nên không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và sức khỏe. Đinh Dậu nữ mệnh nên mở lòng, lắng nghe lời góp ý chân thành của mọi người, không nên bảo thủ, để cái tôi quá lớn. Gặp vận hạn ngũ mộ trong năm này, hạn chủ về hao tốn tiền bạc và tài lộc, nữ tuổi Đinh Dậu có kinh nghiệm quản lý chi tiêu, tuy nhiên, đôi lúc lại nóng vội đưa ra quyết định, khiến tài chính thiếu hụt. Do đó, trước khi đưa ra sự lựa chọn tài chính, bạn nên thảo luận với chồng con và người thân. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hồ phách. Giữ gìn sức khỏe. Bạn không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bạn dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cẩn trọng đầu tư. Cần tránh rúc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 âm lịch. Trong năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận bị giảm bớt phần nào. Đâu đó có những thời điểm trắc trở, khiến việc làm ăn trục trặc, tiền bạc hao tổn, hay gây bất an về tinh thần. Gia đạo cũng xảy ra không ít xung đột, sức khỏe giảm sút, thậm chí hao tốn tiền bạc cho việc chữa trị. Cách hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy năm 2024, đồ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mệnh, bản mệnh nên treo nhiều đồ vật cắt tường cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Việc này còn có tác động lớn hơn là tổ chức cung lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024 dành cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, cả nữ mệnh và nam mệnh. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được, mà nghĩa cũng không còn. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt, cảnh báo hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp tuổi Đinh Dậu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu bạc vượng sự nghiệp. Tuổi Đinh Dậu nên sử dụng màu bạc, bởi màu này sẽ giúp bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Màu xanh dương vượng tài lộc. Con giáp này sẽ giữ được lý trí của mình nếu thường xuyên sử dụng đồ có màu xanh dương. Nhờ vậy mà bạn sẽ luôn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Màu vàng chân vượng tình duyên. Trong năm này, người độc thân có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt. Hãy sử dụng nhiều đồ dùng có màu vàng chanh, bạn sẽ tăng cơ hội gặp được người như ý, đôi bên tìm được tiếng nói chung nên phát triển nhanh chóng.
Màu kỵ trong năm 2024 của Đinh Dậu là màu tím, cam đất. Nếu Đinh Dậu thường xuyên sử dụng những màu này sẽ trở nên cố chấp, cứng đầu, không đánh giá đúng được tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân, từ đó dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Ngoài ra, bạn cũng dễ đánh mất lý trí trong chuyện tình cảm, dễ siêu lòng vì lời ngon, tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Quý khán giả thân mến, có lẽ cuộc đời của bất cứ ai trong thế gian này cũng đều khó tránh khỏi lúc lên, lúc xuống. Nhưng cho dù là gặp phải lúc khó khăn nhất cũng không nên oán trách, tức giận một người. Nếu có thể tự dưỡng thành được tam đức dưới đây, thì gặp phải cảnh ngộ gì cũng sẽ có thể từ từ vực dậy mà đi lên. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.